Từ ngày hôm qua, ngày 21 tháng 2, học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở lại trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố lưu ý các trường gửi báo cáo hàng ngày về tình hình đi học, số lượng học sinh, giáo viên mắc COVID-19, đồng thời phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cho các đơn vị thống nhất trong phương án phòng chống dịch tại trường học. Hiện ngành y tế và các địa phương đang hoàn tất danh sách để chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Đà Nẵng.